nước miễn phí, nước mềm nước lọc. Vậy em nghĩ ha, em đi nha này. À. Hoặc là mang thêm cái chai để đựng. Có một cái hình nè, nước uống nè. Nó thối lại đó hả? Ôi trời. Ôi trời luôn. Tôi có hợp mà có hợp đóng nè. Còn nó kìa. Nè. Còn trống á. Ủa, chế đó ta. Rồi luôn. Đây, đây. Nè. Thế đi hả? Ở này là thẻ đi hả? Đây là cũ qua cái mới cho mọi người xài coi nè. Đồ nghiêng như thế này. Đó. Hành gặp hành khách thì sẽ ngồi nghiêng. Đó, và một cái chuyến hành trình của mình là mỗi người là 3 bình đàm, tương ứng với lại khoảng 24.000 tiền Việt Nam. Bác tài thì ngồi ở một cái khung nghiêng này, cô bác quý anh chị. Đó, bác tài ngồi một cái khung nghiêng che trắng rất là an toàn. Con đâu vô thích. Là biết cái ghe đó. Mỗi một cái ga như thế là nó khoảng bao nhiêu km? Một ga là tầm 10 cây số, tầm khoảng mất khoảng 2 phút. 2 phút thôi. Tốc độ của nó là bao nhiêu km bây giờ? 120. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ, em Phong Bùi và Nhân Gà đang có ở tạm tại một cái chuyến bay về từ thành phố Hồ Chí Minh về Bangkok của Thái Lan. Và đây là một cái hành trình dài hạn của ba anh em khi đến Thái Lan và Campuchia. Thì một cái hành trình rất là dài. Bây giờ mình cũng đã quyết định cùng theo Bùi Hồ quanh nước bạn Thái Lan để tìm hiểu những điều bí ẩn lý thú quanh điều đó nha. Và đây là cái sim ở Thái Lan của tụi mình nè. Thì sim này được em Phong mua ở sân bay hả Phong? Với giá là 130.000. Đây là cái số này phải không? Ở Thái này phải không? Đây là cái số ở Thái nè. Nó có bao gồm 4G đúng không? Sim này có bao gồm 4G. 4G nghe gọi luôn. Nghe gọi luôn hả? Dear guests, in view of COVID-19 pandemic prevention, we would like to thank you for present to open your tray travel ahead of the time for us. And please immediately put your face mask back after finishing your meal or drink. And for AirAsia Metro Bank credit card holders, you will get a drink by sending your BBL food for morning pass to our cabin crew. Đây là cái kinh nghiệm quý giá khi mà đi du lịch tự túc á. Cái này là để gì không? Cái này hầu như là đi vô một quốc gia đều khai cái form này hết á. Nước nào cũng vậy hết á. Là họ biết mình là ở mấy ngày, mục đích làm gì, đi bao nhiêu ngày, như thế nào. Có nghĩa là khi mà mình sang một nước khác mà đi bằng đường hàng không thì mình bắt buộc phải khai cái thông tin này. Lần đầu tiên bận ở quá. Như này là tên nè đúng không? Họ tên, ngày tháng năm sinh, passport số mấy nè. Người đi quốc gia nào, ở quốc gia nào nè. Chữ ký. Cái này là giới tính. Ngày tháng năm sinh. Địa chỉ đi đến địa chỉ ở của Thái là đi đến đâu, số điện thoại. Đây là gì đây? Đây là gì không? Này là nhập cái mục đích gì đúng không? Có thể là đi về kinh doanh hay du lịch gì đó hay gặp gỡ đúng không? Mình quay lại cho mọi người biết á, khi mà lần đầu tiên đi thì cái cảm giác nó bỡ ngỡ gì đó. Và để cho các bạn mà chưa có cơ hội đi ngoài mà muốn đi lần đầu tiên thì khỏi rất bỡ ngỡ hơn. Tới Thái Lan chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh mọi người. Và đây là cái thủ tục của mình xếp hàng làm thủ tục để mà nhập cảnh vào đất nước Thái Lan. Thì ở đây gồm có một cái pass Thái nè, cái vé với lại một cái thông tin nhập cảnh á, là cái chứng nhận tiêm vaccine thông qua cái ứng dụng đó mọi người. Hiện nay thì Thái Lan thì không có test Covid nữa đúng không thôi. Thời gian bay từ Việt Nam mà sang Thái thì khoảng 1 giờ 45 phút, bay cũng khá là nhanh. Nó tương đương với lại từ thành phố Hồ Chí Minh mà bay đi tới gần hơn bay đi Hà Nội. Tụi mình mới vừa làm thủ tục nhập cảnh sang đất nước Thái Lan xong,
và cái lần đầu tiên nó bỡ ngỡ lắm, họ phải kêu mình chép dấu vân tay nè, kiểm tra, có nghĩa là dấu vân tay giống như là làm giấy chứng minh nhân dân ở Việt Nam vậy. Thì bây giờ chiều nay 2:30 này, chiều nay mình sẽ bay đi Chiang Mai, một cái tỉnh của Thái Lan, và đây là trong cái sảnh của sân bay ở Thái Lan nè mọi người. Nói chung là hành trình đi cũng khá là vất vả, mình đi tự túc mà. Mấy giờ nha? 12:10. Bây giờ chiều nay 2:30 mình phải bay qua bên một cái tỉnh khác nữa. Ồ, rộng quá. Ở sau lưng của mình là có một cái bàn này nè. Nếu như mà làm biến loại bộ á, mỏi chân á, mình phải đi theo kiểu này. À, mọi người có thể thấy là một cái băng truyền rất là dài ha. Tôi mình cũng làm biến hơi hơi rồi. Ở bên Thái nó có một cái sự lịch sự nè. Nếu mà đi cái băng truyền nha, là mỗi không được không ai đứng hai ngày gì đâu, mà sẽ rất là khó chịu. Cho nên là ví dụ em ra đứng là đứng bên này, cái lối một bên chỉ bên tay phải á, sẽ dành cho những người đi không sao mà đi tàu điện ngầm á, hoặc là đi tàu điện trên cao sẽ thấy là người ta sẽ đưa một cái lên như thế này. À, mình không vội thì mình đứng một bên, còn ai vội thì mình sẽ chạy. À, cái đó là một cái văn minh á. Ở Tân Sơn Nhất á, hôm sáng nay mình uống, mình ăn xong mình khát nước thì sẽ không có nước uống. À, nhờ bên này nè. Đây là cái vòi uống nước miễn phí. Nước này nước lọc thì em uống ha. Em nhìn này. À, hoặc là mang thêm cái chai để đựng. À, có một cái hình nè, nước uống nè. Đúng rồi, đây, đây. À, hay thật. Hầu như là trên đường phố Bangkok cũng sẽ có những cái chỗ như vậy. Người ta sẽ làm những cái bình nước lọc ở giữa đường, uống miễn phí. Có nghĩa là họ để cố tình họ để cái vòi nó thấp như thế này để mình cơi cái. Đây là nhà cho con nít này, em bé này. À, mình ấn vô đúng không? Đúng rồi. Mình ấn vô chỗ này. À, anh tưởng đâu em nó cảm ơn anh, tưởng đâu cảm ứng chứ. Còn đây là bình. Bình thì để cái nước cho. À, hiện đại quá. Tính toán hay quá. Thậm chí có một cái sự tế nhị của người Thái á, là mấy ngày tới mình ở Bangkok á, mình sẽ thấy có những cái căn nhà dành cho những cái con động vật hơn như là chó mèo. Nằm ở giữa đường nha, có nhà cho chó mèo luôn. Rồi nó có những cái nơi dành cho người vô gia cư, nhà vệ sinh người vô gia cư. Ồ, vậy hả? Tế nhiệm một tới mức là họ chuẩn bị những cái băng vệ sinh cho những người phụ nữ, những người vô gia cư á, có thể sử dụng miễn phí nữa. Vua này là vị vua Raman thứ 10. Ở Thái Lan thì có hai vị vua mà người dân Thái họ rất là sùng bái, đó là vị vua thứ 7 và vị vua thứ 10. Thì vị vua thứ 7 là người mà trong các nước ở khu vực Đông Nam Á đều xảy ra chiến tranh, nội chiến hoặc là chiến tranh. Nhưng mà vị vua thứ 7 lại không có, đất nước Thái Lan là bình yên lắm. Anh Pháp vào thuộc địa nhưng không bị ảnh hưởng gì hết. Rồi đến vị vua thứ 10 này là vực dậy nền kinh tế của Thái. Nền nông nghiệp của Thái hiện giờ đang là nền nông nghiệp khá phát triển cũng nhờ vị vua này. Và ông là mất cách đây mấy năm trời rồi, nhưng mà hiện giờ người dân Thái vẫn sùng bái. Thậm chí có người vẫn còn đeo khăn tang ông. Đây là một cái bàn thờ để thờ ông. Bây giờ mình lại đó quay phim được không? Được. Bất ngờ lớn nhất là khi mà mình vào cái sảnh chờ của cái sân bay ngay tại thủ đô Bangkok á, thì mình gặp một cái hình ảnh khá là lớn của một vị vua. Thì theo như Phong chia sẻ, đây là một cái vị vua một ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người Thái. Mọi người có thể thấy đây nè. Đó. Cũng khá là thú vị ha. Đây là cái chiếc máy bay. Cái đây là tiếng Thái rồi, tiếng Thái rồi. Đại khái như thế này, đây là một cái vùng đầm lầy. Ừ. Và hồi đó thì vị vua ông cùng với phi công lái để khảo sát cái vùng này. Ừ. Và giải phóng một cái khu đầm lầy trở thành một cái sân bay, và biến cái sân bay quốc nội thành một sân bay quốc tế. Trước khi hình thành sân bay ở Singapore thì đây là một những cái nơi trạm trung chuyển, khu transit của các cái hãng máy bay lớn trên thế giới về đây. À, có nghĩa là cái chiếc máy bay này là chiếc máy bay mô hình. Ngày xưa ông vua ông đi đến cái vùng này để ông khảo sát, để ông làm cái sân bay quốc nội, sau đó là thành một cái sân bay quốc tế đúng không?
quá hay ha, một cái chiếc máy bay nữa mọi người. Bị vô đó, bị vô thứ mấy không? Thứ 9 hả? Thật ra muốn ghi lại cái hành trình như thế này nè, là thứ nhất là một làm một cái nhật ký, thứ hai là những bạn mà mới đi Thái lần đầu tiên giống như Bùi Hồ nè thì chắc có lẽ là cũng khá là bỡ ngỡ, và mình muốn ghi lại cho các bạn xem ha. Thật ra khi qua bên đây làm cái thủ tục á nó cũng phức tạp á. Ở Thái thì người ta không phân biệt là ưu tiên là người già, người trẻ hoặc là phụ nữ, mà ưu tiên số 1 đó là các vị sư. Ngay tại Sibit, các cái tuyến, các khu vực mà làm thủ tục thì có một cái lối dành riêng cho các vị sư. Anh sẽ để ở các cái cửa này này, sẽ có những cái ghế riêng cho vị sư thôi nha. Ghế đó dành cho sư để ngồi ở cái chỗ gần ưu tiên. Có lẽ xung quanh đây sẽ có. Ok, 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 đó. À, có nghĩa là các vị sư được tôn sùng. Tôn sùng rất nhiều á. Đó, cho nên là khu vực kia là ghế của sư sải ngồi. Thì cũng giống như là ở Campuchia đúng không? Và thậm chí là như em Phong chia sẻ cũng là một cái vấn đề khá là hay đó. Ví dụ như đây là dành cho những người bị khuyết tật ha, những phụ nữ mang thai cho em bé gì đó. Còn góc bên kia là dành cho các vị sư. Đây sư này, ghế của sư này. Đây mọi người, với ghế này dành cho các vị sư đó, mình không có được ngồi ở đây. Cái mấy cái tiện ích này nó giúp cho người ta được trải nghiệm. Tại vì trong cái tiền vé máy bay của mình á, mình mua một cái vé trị giá khoảng 1,5 triệu từ Sài Gòn bay qua này thì hết 700.000 gọi là phí dịch vụ sân bay. Thì những cái dịch vụ này là mình phải thụ hưởng này. Cái dịch vụ này người ta mình được đáng được trải nghiệm trong cái vé máy bay của mình đúng không? Và đây là mọi người có thể thấy nè, những cái cổng VIP nè, những chỗ nghiêm nè, và ngồi một cái dãy hàng như thế này, không gian riêng biệt như thế này cũng khá là hay. Bên kia cũng có một cái dãy ghế dài như thế này, từ từ giống như ngồi uống cà phê để mà tận hưởng nha. Hay lắm. Bùi Hồ đang có mặt trên một cái chiếc xe bus đất nước Thái Lan hiện tại Bùi Hồ vẫn có. Và bây giờ các anh em sẽ về lại khách sạn, và theo chia sẻ của em Phong thì sẽ đi một chiếc xe bus này và cùng hai chiếc tàu biển. Cái đồ đầu tiên cũng khá xinh ha. Hiện đại lắm. Đây là một cái máy lạnh đó.
đi tàu điện lên cao và đi tàu điện ở dưới đất nữa. Ôi trời ơi, khủng khiếp. Bây giờ thì tôi đổi đi xuống ở dưới đất. Lúc nãy thì tàu điện trên cao thì không có tiếng, nên mình thử là mấy anh em sẽ đổi đi sang đi tiếng tàu điện ở dưới thấp. Cô này làm gì á, nuôi chó hay xin tiền cho chó ăn mà. Chú này bắt con gà. Đường phố Thái Lan rất rộng, ô tô ở Thái Lan cũng cực kỳ nhiều luôn. Thái Lan là một đất nước so với Việt Nam thì phải nói là rất là phát triển. Bây giờ mình đi tàu điện ở dưới tầng hầm. Dạ. Đây đây mặt đất này cô bác anh chị. Bây giờ đi xuống tầng hầm dưới này. Bây giờ. Ôi. À, ở dưới lòng đất á. Rất sâu ở dưới này á. Yeah. Cái này rất là mát luôn ha. Ở đây mới đúng địa chỉ mình đi đúng không? 126 bạc cho 3 người. Nó kêu mình bỏ tiền đồng hay sao á? À, mình phải đổi tiền giấy sang tiền đồng. Đấy nè, đấy nè, đấy. Đúng không? Tiền đồng nè, kêu bỏ vô đây nè. Còn đây là nó quét thẻ. Thẻ ở đây là phải bỏ tiền bạc đồng, tiền xu á. Đây, 20, 50, 100, 500. Thế nó có lộn nhất giấy mà. Cái máy bên này mới xài nè. Máy bên này mới xài tiền giấy, máy đây máy cũ rồi. À. Máy bên này nó không có chấp nhận tiền giấy. 42.000 đồng một 42 bạc một người, 126 bạc. 100 bạc thì tương đương với lại khoảng 70.000 tiền Việt Nam. Sai không? Chấp nhận không? Bên đó trống rồi kìa. Ba người. Nó thối lại đó hả? Quá trời luôn. Tôi có mà thấy là tấm này. Còn nó kìa. Dạ. Còn trống á. Bỏ giấy cho ta. Rồi luôn. Đây, đây. Nó. Ở đi ha. Ở này ở này đi ha. Đây là cũ qua cái mới cho mọi người xài coi nè. Dạ. Này cái mới nè. Ui, 80 luôn rồi. Thôi chơi xem đi. Dạ. Cái này là cái mới hả? Cái thẻ này ngộ á. Bị hư rồi. Không cho lấy luôn hả? À? Cái khe bên đây là bỏ tiền đồng, tiền bằng xu á. Còn bên kia là bỏ tiền giấy. Cái này mình cầm đi luôn á hả? Nó cho mình luôn hả? À, lát nữa mình lên xe mình đợi gửi cho người ta đúng không? Đi qua cái quẹt, giữ cái thẻ này mất là mua lại. À, cái thẻ này nó trị giá là 42 bạc. 100 bạc là 70 ngàn. Mà 42 bạc thì khoảng có 30 ha. À, khoảng 30 ngàn. Mình đi taxi gần 500 ngàn á. Ồ vậy hả? Nghe đã, nghe tiếng này không? Lâu quá, 4 năm trời đời mua một cái lại. Một cái đó là bao nhiêu tiền? Cái này nè. 10, 20 năm. À. Bây giờ mình còn, phải cắt cái này. Còn vắt hay sao kìa? Còn. Dạ. Yeah. Nhiều người vội á, không lấy tiền phối luôn. Bỏ luôn hả? Ừ. Nên có nhiều người vô cư phải vô đây hoặc làm tiền. À. Yeah. Đồ lỗi phụ quá.
có một cái thẻ. Qua đây. Con người ta để yeah. Trước kìa. Dạ. Yeah. Quẹt 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 giờ. Yeah. Thank you. Dạ. Yeah. Cái thẻ này chỉ để quẹt để vô cổng thôi. Hứng thú á. Mình giống như hai lúa lên phố á ta. À. Này phải bỏ vô túi cẩn thận, rớt một cái là phải quay ngoài kia mua lại cực lắm. Coi như là một nhật ký lần đầu tiên được đi Thái. Ở đây là cái khoảng từ mặt đất xuống khoảng 50 mét ạ. Ôi trời. DN26. Ở đây có lối vào. DN18. Lối ra. DN26 có dưới kia. Hình đàn quá. Mới biết. Thank you. Lên màu xanh này. Màu xanh là người ta đi vô đúng không? Người ta đi ra. Cho nên là trong chỉ có 30 giây để người ta lên xuống thôi. Giờ có điểm là sẽ có cái người show nhét vô một chút rồi. Anh đứng ở đây là vi phạm á. À. Thôi anh đứng anh quay cho mọi người thấy chút xíu qua kia. Bao nhiêu phút thì nó sẽ có một cái chuyến đầu tiên. Một 5 phút à? Ôi. 5 phút là có một chuyến tiếp theo. Ở đây là mình phải nhìn ở đây nè. Mình phải nhìn một không. Mình phải nhìn cái bảng ở trên này để mình biết nè. Đó, mình ở đây là cửa số 18. Đó. Bây giờ mình sẽ xếp hàng tí xíu lên. Mình đứng đợi ở đây. Nghe nói xe này thì không có tài xế. Các bạn này đi ra, bây giờ mình phải bước lên. À. Anh hồi xuống quay gái này. Ồ, anh đang mở máy. Dạ. Này không có tài xế. Không. Dạ. Đóng lại à. Mặc dù là không có tài xế, nhưng mà mỗi khi mà có người đứng ở chỗ đó thì cái cửa nó sẽ tự hú đúng không? Khi nào tới ga á, là hiển thị, ví dụ hiện giờ là mình đang ở ga đây. À. Sau đó mình sẽ đi tới Sì Lơn thì nó tự hang là mình xuống. À. À. Toàn bộ ví dụ như cắn gần thì lúc mà mua cái máy nó sẽ trả tiền. Cái này thì tầm khoảng 170.000. À. Sao mình biết tên của mình? Thì nó đọc tên nhiều. Mới đọc là con đâu vô thịt. À. Last call là biết cái ghe đó. À. Mỗi một cái ga như thế là nó khoảng bao nhiêu km? Một ga là tầm 10 cây số, tầm khoảng mất khoảng 2 phút. 2 phút thôi. Tốc độ của nó là bao nhiêu km bây giờ? 120. Cũng chiếc. Này bây giờ là bây giờ người ta nói tới tôi có dropping nè. Thì sẽ có người vô nữa. Bây giờ đi tiếp. Nó đậu 5 phút không có người thì nó sẽ tự chạy tiếp à. Ở đây thì họ có cấm hút thuốc, cấm lửa ha. Ở đây là cấm dựa vô tường nè, không dựa vô một cái những cái cửa sổ á, không đẩy cửa. Yeah. À, bắt đầu nó hú á, khép lại. Yeah.
đây rất là hay là mỗi khi mà đến cái trạm đó thì nó sẽ ngừng, và ngừng lại trong vòng khoảng 2 phút là nó sẽ chạy tiếp. Và trước khi đến cái trạm đó thì nó sẽ thông báo và nó sẽ đọc cái tên như thế này. TV để mình xem đó nè, à, cô bác anh chị có thể thấy không? Ở rất là hiện đại. Lúc nãy là người cũng chia sẻ là 2 tiếng để dừng lại 1 tiếng, nhưng mà không phải, là khoảng chừng 30 giây thôi. Thì khách sẽ tranh thủ lên thì mở đóng cửa. Bây giờ mình sẽ nhường cho khách nha, mình sẽ đứng để tốt mấy bạn phụ như thế này. Này gọi là mới gọi là thành phố dưới lòng đất nè. Chính xác hơn. Bây giờ nó giữ lại ha. Hồi nãy là 342 bạc hả? 40 bạc thì nó tương ứng với lại khoảng 3,000 tiền Việt Nam. 100 bạc thì 70.000. Hồi nãy là mình chỉ quẹt thôi, bây giờ mình sẽ nó lấy luôn. À, đi qua. Cái thành phố hiện đại ngay tại thủ đô Bangkok, Thái Lan nằm ở dưới lòng đất. Và bây giờ mình vô một cái đường khác để mình tiếp tục hành trình đi xe điện tiếp. Ông ba người ta nói là câu là đi một ngày đàn không một sàn khôn, và thậm chí là mình đi ngày ra càng ngày mình thấy càng bản thân mình còn thiếu thốn nhiều và càng vui ra. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là một cái trải nghiệm đáng nhớ đầu đời mà. Bây giờ mình lên mặt đất. Trời tối quá. Cô bác quý chị có thấy tối lắm. Dáng đi đen đen là Phong với lại Nhân á. Ở Thái Lan thì đang mưa. Không quay được thấy được bao nhiêu thì thấy chứ biết sao vậy. Chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc video clip về một cái thành phố dưới lòng đất tại đất nước Thái Lan. Tại đây rất mong được sự ủng hộ của cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video clip sau.